Xin chào tất cả toàn thể khách hàng của Big Bang Solar. Thì hôm nay bên em lại tiếp tục về những cái đơn hàng máy inverter Hyric để phục vụ cho khách hàng mọi miền đất tổ quốc. Thì hiện tại là em đang chuẩn bị số hàng đây. Thì như ở đây là em đang về ở đây được loanh quanh 30 máy lúc vào SNA. Thì pin lưu trữ là pin Nara 48V 50Ah. Đây, thì như ở trên đây thì đầy nguyên một xe. Thì máy thì em vẫn còn nhiều nhưng mà em sẽ về hàng liên tục. Về hàng liên tục để gối đầu các cái đơn hàng lớn để cho khách hàng lấy, khách hàng và khách lẻ, khách sỉ, khách lẻ lấy ở bên em. Đây, đây là máy lấy P6K này, 5kg này. Đấy, pin lưu trữ lithium SPE bản cao cấp này. Đó. Phổ thông thì có Narada. Đó, thì hàng đang xuống. Cho nó vào giữa luôn em. Đúng rồi. Đúng rồi. Nhấc nhẹ xong rồi kéo xe ra. Xem nó có chạm vào cái pallet trong không? Rồi lùi ra. Thì lùi nhẹ ra. Rồi cho nó vô được không? Vô được không? Rồi tiến lên chút. Vô hết rồi. Vậy thì nhấc lên, nhấc lên. Lùi lại xem nào. Rồi, ngắt cái đầu lên, ngắt cái đầu lên. Nó cần cái gì đúng không? Hả? À, cái pallet thì nó dạng ấy rồi. Rồi hạ xuống tí để anh cầm thôi. Cầm lên. Quay cho anh. Thì hạ hàng nó gì nhỉ? Đừng lắc hả? Hạ xuống đi. Thôi đừng sát quá. Nhìn em. Thì cứ liên hệ Zalo số điện thoại của bên em. Hàng này có đảm bảo số lượng, cung cấp xỉ lẻ cho nhiều đại lý. Đây, tấm pin năng lượng mặt trời kho tiền 160W này. Mã để em thanh toán tiền chứ. Mã là Hyric Eco Inverter này, NA 5000W LED TV này. Đấy.
Đây, mã CD máy. Ok nhá. Khách hàng cần thì liên hệ cho bên em. Số lượng bao nhiêu cũng có. Rồi, cảm ơn tất cả khách hàng. Xin chào, hẹn gặp lại.